này đâu. Bố nghĩ là môn này đã nó đã rất là mệt rồi, còn giờ phải đưa lên cái thấp rồi chi nữa. Ít gì improve hơn. Lúc này là mình chạy sẽ vào dưới báo hài. Quick cho phép user search photo by click category. Phan, cái mức độ bây giờ vừa vô học kỳ này mà vừa vô 2 tuần mà làm này hả? Dạ có thầy cho này nè. Em không biết thầy tên gì nhưng mà em biết là của lớp bạn. Ủa sao tôi là trưởng môn môn này mà môn quá mày sao tôi không biết ai đưa ra người ta? Đâu lại vậy? Bản ID không biết cái này tùy mọi người, tôi không biết, tôi chưa thấy ai đưa cái này hết. Để đâu ta ra homepage search link search photo by keyword. Tại em thấy cái dạng cũng hơi giống kiểu như search key cũng sao. Bây giờ nè, cái anh hỏi là đi cái môn này ai vậy, để tôi kiểm tra lại coi, chứ đưa như vậy nó rất là phiền. Cái này thì em không biết thiệt. Nó không đồng bộ với lại tất cả các lớp, đúng không? Cảm ơn thầy nhiều ạ. Cái này bây giờ đâu develop xem lại quét photo sạch á. Dạ, cái này là em thấy nó hơi giống cái hàm ở dạy em sạch á. Sạch thì bây giờ cũng click vô sạch và sạch. Click vô photo để sạch hay gì đây nè. Không click vô category thì click vô go box để sạch, click vô cái nút đó hả? Dạ, chắc là mình click mình cũng thành sạch như nãy, nhưng mà hay go gì box, nó lấy giờ công box á thì phải học thêm ví dụ mà cái select nữa, cái từ thiết kế cái combo box. Rồi phải load dữ liệu từ combo box từ database vô combo box nữa. Load được chưa? Chưa load được hả? Combo box này, combo. Combo box á. Thì đó, cái category mình phải chứa trong cái combo box đúng không? Mình click xuống nó sổ ra, mình chọn chức năng này nè. Giống như này nè, cái này là mình lít xuống cái nó thấy số một giải cái mình chọn không nè, cái này nè, thấy không, thấy giao diện nè, cái select combat nè, đây là cái đó đó thầy nè, cái này combat nè. Nó cái này mình sẽ làm trong cái bài đó là bài về giỏ hàng thì mới giới thiệu, chứ thật ra trong chương trình này cũng có luôn, tôi làm luôn, tôi mới đưa vô combo box thôi, chứ chương trình cũng không có combo box, nó chỉ là một cái test sạch bình thường thôi. Dạ. Còn tùy lớp thôi, bây giờ tôi đâu biết lớp nào đâu, tôi đâu biết được. Bây giờ nói chung là nhàn đầy đề mọi người mọi lớp một khác thì tụi em ai làm đề này thì hỏi giáo viên đó người ta sao đi, chứ tôi không có hỗ trợ phần này được nha. Dạ. Tại vì nó hơi phiền, tại vì đụng chạm tới bài của người kia đó, hiểu không? Dạ. Tôi quản lý mới mức là mức theo kiểu kiến thức có thể giáo viên có truyền đạt hết kiến thức hay không thôi, còn việc mà cho đề làm thế nào tùy giáo viên. Em hay bị lấn cái chỗ mà setup ra database với cái project trên GitHub á, là mấy em mình chạy thẳng server trên GitHub luôn, mình mong cái server GitHub mình chạy luôn hay sao, hay là sao? Chắc là vậy quá. Căng vậy thôi. Mà môn này cũng đủ đuối rồi, bây giờ còn đưa ra thêm cái GitHub nữa ai ta. Chắc là nếu mà học gì cũng tốt. Mà nhưng mà như là trường mình thấy chưa dạy GitHub ở mấy kỳ trước á. Đúng rồi. Toàn là tự học. Thì nếu mà tự học cũng được, nó cũng không khó lắm đâu, nếu chịu khó thì làm cũng được. Dạ. Còn bây giờ đưa vô trong giai đoạn này thì nó hơi nặng cho em thôi. Dạ. Thầy ơi. Ừ? Em xin cái record hôm nay luôn thầy, em như em bị sai lỗi ở chỗ nào. Sai lỗi thì em sâu ra đi. Sau đi rồi sửa. Nó sợ nó không chạy thầy. Thì sau ra đi rồi. Sau đó đi rồi mình sửa. Tôi nói rồi, video đã có YouTube rồi. Tôi chỉ cung cấp mức cơ bản vậy thôi, còn vô lớp thì nó mới chi tiết được như vậy. Rồi, sao bị lỗi gì? Rồi, đi tiếp này.
Hãy đi từ từ, mình bấm nút kế bên, đi từ từ, đừng bấm nút vậy. Bấm nút mà nút đi từng bước á, F8 á, đừng bấm F5, F5 là chạy thẳng luôn, rất là khó đi bất. Mày bấm F8 thôi. F8. Đó, đi từng bước nè, nữa coi nè. Nữa. F8 nữa đi. Rồi, quay F8. Rồi coi mình đang là gì, connection của mình có khác luôn rồi, được rồi, F8 tiếp đi. Nữa đi, nữa. Nữa. Rồi từ từ. Chưa kịp câu cái lỗi là gì mà chạy rồi, coi được sao coi được. Dạ. Bấm F5 nữa coi. Rồi, qua bên đây bấm sạch lại. Rồi, F8 đi. Rồi. F5 tắt bớt điểm debug, tắt debug bên 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 cái này đi, tắt hết mấy điểm debug bên cái DBU tiêu. Rồi, F8. F8 nữa. Nữa. F8 nữa đi, nữa. Nữa. Im để im, coi coi cái E lỗi là gì, rê chuột vô chữ E coi. Rê chuột vô chữ E trên giao diện ở trên dòng số 62 á, 61, 62 gì đó, coi là gì đó. Cái toán tử like gì sai gì kìa. Cái gì, GBC, body, đâu bây giờ, like, đâu có like của em trên kia, quay trên kia coi. Câu truy vấn mình đâu. Mở bự cái code này lên đi, mở bự cái netbin lên. Full name like phản trắng ra coi. Like where full name like. Rồi tắt, tắt đi, tắt trả lời, tắt khúc đỏ đỏ. Rồi trả lời coi được không? Like cũng được chứ ta đâu có bị gì ta. Trên bình thường thôi. Rồi, bấm thử coi, bấm thử sạch cái gì để coi. Ừ. Rồi được rồi đó. Rồi thôi ha. Ừ, rồi thôi. Rồi sạch xong thì đi hỗ trợ đứa em học bài đi. Dạ, em cảm ơn thầy. Ba thầy.